Các bạn mình đang ở đường Điện Phủ, cái đoạn cảng Hoàng Diệu ấy. Mình sẽ rẽ vào phía đường Trần Hưng Đạo nhé, để xem là những cái tuyến đường nội đô, trung tâm thành phố bây giờ đang được cải tạo vỉa hè, hạ ngầm, cáp điện như thế nào nhé. Thì đoạn này đã bắt đầu được cải tạo vỉa hè, hạ ngầm, cáp điện từ cái đoạn Bộ Tư lệnh Hải quân này mọi người. Công trường ở bên tay phải mình, cái vỉa hè cũ đã lật hết cả lên rồi. Ở phía dưới thì đang thi công hệ thống cáp ngầm này, điện ngầm đấy mọi người, nhìn thấy không? Đấy là đó, cái ống chạy ngầm đây mọi người. Cái khu vực này là khu vực của quân đội, Bộ Tư lệnh Hải quân. Một cái khu rất là rộng lớn. Qua ngã tư giao đường Điện Biên Phủ ấy, chúng ta vẫn thấy là trên này cũng đang rất là thi công rất là nhộn nhịp cái vỉa hè này mọi người. Trừ những cái đoạn đường vỉa hè nào mà của khách sạn ấy, như thế này thì người ta không lật lên nữa, tại vì chắc ở chỗ đấy đẹp rồi hay sao. Qua đoạn cà phê Bắc Việt này cũng lột hết cả lên rồi. Đoạn này các bạn để ý cái dây cái điện mà ngày trước người ta lắp cáp để bó gọn dây điện vào ấy, hoặc là bó gọn dây cáp vào đó, thì bây giờ cũng bị tháo hết xuống rồi, chỉ còn dây cáp với những cái vòng tròn còn lại không thôi. Đoạn này đang đào cáp, chôn cáp xuống ấy mọi người. Cái chỗ này là cái phòng trà ngày trước, biết đập đi giờ xây cái gì. Cái tuyến phố trung tâm này hạ ngầm cáp và làm vỉa hè rất nhiều. Trước là Hoàng Văn Thụ, bây giờ là đến Trần Hưng Đạo. Đi đến đoạn kia nữa thì không biết là cái tuyến nào được làm nữa, thì cùng với mình đi nhé. Thế là như thế nào, các chú giao thông thì hoạt động không ngày nghỉ rồi. Vừa đi qua thấy các chú phóng rất nhiệt tình. Chắc là chỉ thi công những cái tuyến phố gọi là tuyến phố đẹp, tuyến 1, và những cái tuyến 2 ví dụ như là đường Minh Khai hay là Lê Đại Hành vừa rồi thì không thấy thi công mọi người. Đoạn này còn máy xúc đang trải cái đá lên, các bạn này đã hạ ngầm xong rồi ấy. Hy vọng là cái việc hạ ngầm cáp này diễn ra thật nhanh. Ồ, ở trong phần Đinh Tân Hoàng này cũng làm mọi người ạ. Mình sẽ rẽ vào đây, Hoàng Văn Thụ nha. Hoàng Văn Thụ này thì làm từ đợt trước rồi, các bạn có thể nhìn thấy là vỉa hè rất là mới và cái dây điện ấy hầu như là bị bỏ hết đi rồi, rất là đẹp, thoáng ấy, đúng không? Xem lát nữa mình sẽ quành lại đây đến đoạn này, mình sẽ rẽ sang đường Đinh Tiên Hoàng. Đang cũng thi công luôn ở cái đường Đinh Tiên Hoàng này.
phố chúng ta đi một tí. Đây là phụ sản này. Để xây thêm khu mới ấy, mọi người. Đó, cái phố Đinh Tiên Hoàng cũng đang được cày cả hai bên đường luôn mọi người, bên trái bên phải mình ấy. Đó, là hết vỉa hè cũ hơn rồi. Thật là tuyệt vời. Sắp tới chúng ta không phải chứng kiến những cái đoạn dây mạng nhện như vừa rồi các bạn nhìn ấy, siêu to nữa. À, chạy ngầm hết rồi mọi người. Giải chúng tôi thành phố của chúng ta sắp rất là đẹp. Có lẽ cái việc hạ ngầm và thay đổi vỉa hè này diễn ra dài hơi chứ không phải là cố gắng đến Tết âm lịch là xong, còn phải làm dài nữa, tại vì mình thấy nhiều tuyến phố đó. Quay về Trần Hưng Đạo nha. Trên này chúng ta phải đi thật cẩn thận, không thở ra cái là bị các chú dừng xe lại luôn đấy. Đoạn này cũng mới lột lên rồi này mọi người. Cách đây qua gần tháng mình có đi ở khu này nhưng mà chưa làm đâu. Bây giờ thì quay lại mình thấy vỉa hè đã lột hết cả lên rồi. Hiện tượng dây điện thì vẫn còn nguyên. À đây, chỉ còn những dây cáp rồi những cái vòng tròn phía trên cột điện này thôi. Người ta cũng đang hạ ngầm dần rồi. Các bạn nhìn thấy không? Dây cáp này, những cái vòng tròn được mở ra để hạ ngầm cáp xuống rồi. Chứ là trước đi đây dây như mạng nhện luôn. Thật là tuyệt vời. Trên này nữa. Bạn này qua chợ đổ đây. Và trước mình có một quay một cái clip ở phía Hồ Tam Bạc này, có quay sang phía chợ đổ và vỉa hè lúc đấy rất là bình thường, gọi là cái vỉa cũ ấy mọi người. Có hơn gần một tháng thôi. Đã khác rồi. Đó thì thi công đến đây. Còn cái khoảng này thì vẫn là vỉa hè cũ thôi mọi người. Mà mình nghĩ là cái đoạn vỉa hè này thì sớm muộn thì trong vòng 1-2 tuần tới là cũng bóc hết lên mà đào xới lung tung cả để hạ ngầm cáp điện. Đó, thì đây là một vài cái tuyến phố mà mình đi mà quay lại được cho các bạn xem về cái việc hạ ngầm và làm mới vỉa hè tại thành phố. Hy vọng là sắp tới thành phố mình sẽ hết cái tình trạng mạng nhện, nhìn rất là mất mỹ quan. Rồi, cảm ơn mọi người nhé.